tính lương giáo viên tiểu học trước cải cách tiền lương 2024. Điều 8 Thông tư 02/2021, Thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về cách xếp lương của các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Theo đó, hệ số lương của giáo viên tiểu học được xác định như sau: giáo viên tiểu học hạng 3 có hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98, giáo viên tiểu học hạng 2 có hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38, giáo viên tiểu học hạng 1 có hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, giáo viên tiểu học cũng được hưởng thêm các khoản phụ cấp bổ sung như phụ cấp giảng dạy, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên. Bên cạnh đó sẽ khấu trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội từ mức lương hàng tháng. Do đó, tổng tiền lương của giáo viên tiểu học sẽ được tính dựa theo công thức sau: lương giáo viên tiểu học bằng mức lương cơ sở nhân hệ số lương cộng phụ cấp trừ tiền đóng bảo hiểm.